đi 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 đi. Anh em đi bắt ong. Đi vào một cái khu vực rất là tối tăm này. Lúc chiều là có một tổ ong là thấy ở này được tin báo về rồi. Bây giờ anh em đi bắt ong nha. Đi bắt ong. Công tác chuẩn bị. Phải giải chứ làm răng, lúc nó bị chứ bị chứ. Dám dám vô tổ ong. Chào cái đá, chào cái đồng bừng. Ô, chơi đi này, mi được ngực, mi trèo được, mi trèo lên cây gì này. Nếu ai đứng đây mà trèo, đi trên đường rồi. Mi trèo lên hợp, mi trèo lên cây dê này, cây bên dê này. Hả? Điểm không chặt được. Đấy, cây đi được thảm. Thảm xảo với tôi câu đi một đấy, cái thứ này. Thằng nói này, thằng vô trèo lên cành như này, những cành như này nhá. Thật phát rơi xuống, những cành như với cái việc của thôi này. Xong rồi, xong rồi nó đốt cho cái là rơi luôn từ trên đấy xuống, khỏi mới trèo xuống. Ồ, đừng chỉ đắt cho chắc. Càng càng đi. Chi nhẹ lắm mà. Nhưng mà ba cái sào đâu đến sào gỗ, một cái sào gỗ nhặt chắc chắn. Chúa, muối đó. Bạn cái lấy mẹ con lim đây. Con lim đấy mẹ con lim đi. Lim nè. Ăn sào quát lên. Sào quá. Sào mỗi ăn cất nó cầm mẹ vải nhất cái thịt mẹ. Bữa bữa cái gỗ tao đốt rồi. Thân là có phần bánh này thấp như này, mắm tua như đi này, chứ là thằng cu nhà đại lấy cái gì đuôi dưới, để dưới đi. Ờ đúng rồi, tôi trông đi. Thằng buồn đây giống cái thằng mà quay lại. Đi vào rừng bắt ong. Chỉ có cây thôi. Đưa cảnh tôi không dám đưa cảnh này. Thấy mà chê đĩa thì cho lại đưa thêm lên. Đưa thêm 500. Cái việc rút đầu tao đỡ sợ. Tao ngại nhất là bây giờ với tao ăn no mà với tao trèo lên cây thì mới có thể đến 10 triệu tao không lên. Tao lại đi không phải trèo mà tao mượn sang, tao lại về nhà tao bắt sang chưa? Tao đi không đi hâm mà tao đi mẹ mà người tao về. Có 10 à, có 1 triệu luôn này. Đấy mà nếu mình mà chỉ đang chơi đĩa thì cho lại thêm 1 triệu nữa. Triệu này chơi tao này. Lên mà cắt. Như có chơi tao nè, 2 triệu. Tao này không, tao dùng dao lên tao phay một, đúng tao về tao mài dao lên phay một nhát. Hắn cứ đút về dưới đây nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Anh cứ từ từ chúc nhất từ chí. Còn tao cứ cho mày bày thoải mái, tao trên tao xuống nào kể đâu. Nhưng mà vay không kén gì đồ nó mới đốt à? Cành lấy đây rồi mà dao lên nó giật bay đốt. Một nó một tát tôi chẳng hứa này hai đi cái ni tư cũng giật tiền được giật mà hướng lên thừa không thấy làm quá cao chứ ông lại làm cao đúng không có bảo làm cao đâu. Cái việc của mẹ bảo dứa mà giấu nhưng mà cái con cái giật đéo gì vô cái điện thằng ổ mà giật cái gì hả? Nói đi vô cái có vừa ông đấy đưa buộc bộ ăn vừa mà có mà giật mẹ ổ chứ cái rơi xuống đây này. Bây giờ thì giật cái gốc cái cây này này. Quân quân thì ông phải lóng quân rồi thằng bấm rồi.
Thế thì anh không đang bay xuống đây là biết được. Nhưng bây không lấy chi bây giờ nuôi đốt. Đây này, buộc phải cái đi này. Lấy cái màn này chùm. Tao cá mì tiện mới lên cái cá này. Mày mày tao chà này. Mẹ mày trong tiền này tao lên. Mì bấm đèn này tao. Mày mày đứng ở đây tao lên đèn này cho lên cắt này. Cốt mò. Tao lên tao thưa đây. Lại có một vụ cá tiền. Bắt ong. 1 triệu đấy lên cắt cái cả nhà mình đúng không? Giá đỉnh mẹ nhất cái bì ở dưới mà đang đút cho lũ nít chơi là. Mặt mà tháo. Mẹ. Đút cho đéo có đồ mua mà chạy chứ. Không có gì không đút mà. Lên trên đấy là không cần phải tụt xuống nó mà tự rơi. Tự rơi thôi hết. Anh đút cho mà tự rơi ạ. Thôi anh cắt đây này, cắt đây những cảnh trong đây nha. Ban ngày thì anh mới thấy được mình, ban tối không thấy. Rứa mà lúc nãy chú bảo là, chú bảo là không không ban đêm là cứ đốt bút lưu xua. Đây là đút này, đây là rơi, thầy muốn mới đút. Thì bây giờ mình lên đây cắt cũng như rúa rồi, anh không bao giờ đưa hắn ra đâu. Tối đi này, đây cứ tưởng tượng rằng là rúa không bao giờ ra. Cho nên là kể cả cắt này đi nhá. Tí là mà tao giật mà mình cứ cầm cái đèn mình đứng đi mà đứa đó mình cứ gọi đúng vào cái mặt mình như này. Bạn không lao xuống tao muốn cắt mình luôn. Đi đi. Mình chui vào mình thấy cho anh thấy lại biết không? Còn lao cho đèn đấy chứ. Ừ. Như hắn lao xuống mình cứ tắt đèn thì cái là thôi. Đúng rồi, hắn tối em không thấy được nhưng mà ban ngày coi. Ban ngày có lùa với đến sắt đít luôn. Ông đi còn nói ông nằm rất cao, buộc một cái cây gậy, ba cây gậy mới khả năng mới đến được ông đấy này. Ba cây này có đến không? Ba cây này phải dài đến hơn phải đến 10 mét đấy nhỉ? Ôi đừng nói cái đứa mới đến cong đó là thôi luôn. Điện theo cây đi đi. Tôi nói này đứng sát vô. Đứng sát một cây. Đứng sát một cây này. Dựng ngược lên. Lẽ ra là phải dựng trước rồi buộc. Xoay xoay đằng sau. Lấy chân này. Không gãy được. Giảm lấy chân. Giảm hàng xuống. Giảm hàng xuống. Giảm nó bật lên. Ba thằng mà nó lên rồi. Cái điếu gì mà trời ơi gì mày cứ nói chuyện cái điếu gì không thấy gì cả coi chưa lên đến nơi chưa lên đến nơi còn khoảng đúng rồi đưa thẳng rồi đấy đèn tối quá. Rất là gầy cấn. Ui rồi ong bắt đầu nó ra rồi kìa. Bắt đầu ong ra rồi. Anh cứ thả được cái nào. Ôi. Khó lái quá, ban ngày còn nhìn thấy ban đêm cũng khó lái cái lìm. Liền đi. Đi. Chạy nhìn hết lại nằm đi hết. Xoay cái lìm lại đi. Xoay đút vào đằng sau. Để cái cây mai này lấy kìa. Ui nó ra nhiều lắm đấy kìa. Nó bay trên mà, nó xuống đâu. Kệ nó không xuống cái này đâu.
cao lên chút nữa, đấy, đụng vào rồi. Cao lên, gần, cao lên tí nữa đi. Rồi, ok rồi, giật đi. Giật. Ô. Bây giờ quặc vào cái cành nào giật cũng được mà. Quay quay liền đi, cây liền đang mắc cây. Liền đang mắc cây. Ừ, cành đấy cành khô mà. Cành khô. Thế kêu anh kéo là muốn được mà. Gãy rồi. Bây giờ chọc lên là nó gãy thôi mà, chọc lên là nó gãy thôi. Hay là tháo một cây ra cho nó dễ làm. Xuống đây mà sợ, xuống đây tao bắt ngay, bỏ mồm nhá luôn, bỏ mồm nhá sống luôn. Cứ đẩy lên là nó rơi mà. Vào cái chỗ gãy này, nhìn thấy cái cành gãy chỗ gãy chưa? Đi đi dịch ra phía phía này thì nó mới chọc xuống này. Anh ơi, đi hẳn đi ra. Đấy rồi, hắn ở đây này. Còn ba con vẹt ấy đã rơi xuống rồi đấy. Bảy 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 cái nó ghi cái giữa đầu. Không 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 gãy được, nhìn thấy không gãy được. Đây này chỉ có cái đây này, chỉ có sang bên đi thôi. Sang bên này giật vào giữa cái chỗ gãy á. Đẩy hoặc là đẩy lên. đánh đu mà nó bay cái vù cái chỗ đây. Mẹ nó đang còn bay ở đấy mà. Đang rơi dần rồi, đang tí nữa xuống không còn một cái con nào ở trong. Cây nó cứ trèo lên nữa. Gì đấy, gì đấy, gì đấy? Gì đấy, chạy à? Bạn phi bắt đầu em. Có đốt không? Không. Nó đủ đêm nó thấy ra được. Con gì à? Con nào mà gì? À, có bị đốt không? Không gì cả. Ồ, đầu mới, đầu mới. Thôi đừng có cay mặn, mình phi không 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 phi vào. Đây là tình trạng. Đâu rồi, rơi rồi. Hả? Hay rơi cái gì đấy? Ô, đang còn một tầng nữa. Rơi xuống một ít rồi. Thằng xuống hết. Đây cho cầm, nó có bay lại đây đâu. Bay đâu mà.
Sợ nhỉ, thâm. Phải có phải rơi không chú? Đấy không phải ong. Ôi. Cái này nó bay này. Đấy đây 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 đang bay này. Ôi rắn lại biết mất đó. Đâu chui để đâu ạ? Hay chú cầm rồi chứ? Chú cầm chỗ để đâu ạ? Chú cầm chỗ để đâu à? À đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây là kết quả. Ui giời ơi, con đang nhiều nhá. Ui giời, nhiều con lắm này. Ui đang nhiều con lắm. Ô, như này đang còn đầy. Thằng ấy thì nó ra mất hơn nữa rồi. À nó nở mất rồi. Ui đây cái này nó nở bắt đầu. Trên kia đang còn, chắc ở trên cây đang còn. Ở trên cây đang còn đấy. Lấy nốt, bắt nốt. Đây đang còn mấy con này, nó đang bám ở trên cây. Mày dám cắn bố mày à? Cắn đi hả? Đây này, con nó rơi ra ngoài đầy này. Con nó rơi nhiều lắm này. Ui giời, ngoài này này, ui giời, đây. Từ từ lại rơi vào đầu cháu ấy. Ui này, con nó rơi ra ngoài nhiều cực kỳ này. Ui giời, này. Con nhiều lắm. Đem cái gì ra mà nhặt. Đây này, nhiều lắm này. Phía này này, rụng trắng luôn. Đó, nhiều cực kỳ luôn, đây này. Đây, thấy chưa? Nhiều lắm, nó rơi xuống đây nhiều mà. Ở đây là kết quả. Ui giời ơi, đây một tầng này cũng đang còn con đây này. Còn mê đấy. Con nhiều lắm. Đạt đi, lấy chân đạt luôn. Mà có đá nhược, có hai con. Không, đây có hai con mẹ đang lên. Một con đang bay kia kìa. Lấy cành lá, lấy biển, lấy cành lá. Nó làm nó ra rồi. Nó bò cả một chân đi. Đây này, con nó bò vào chân đấy. Đây này. Ui, đang nhiều lắm nha. Đấy, con mẹ đang ngoài. Lấy cành lá đặt. Tấn công đấy. Tát đi. Tấn công tay mình. Thấy sáng anh sáng. Dạ không có nên nát hết đi. Đấy đấy, con này là còn rất nhiều này. Có tí, tay nhỉ, có tí. Đậm mạnh. Tôi rút lầm, tôi đau rồi. Từ tối đến sáng mai lùn đấy nha. Đây là thành quả này. Thành quả đó. Đó, cháu cho lên phay luôn đi. Này thế. Lên phay luôn đi, giới thiệu một thằng ôm lấy mặt đấy là. Đây anh ơi, thôi đang bỏ đấy, cắm đi cháu. Một tay ôm lấy mặt, cái tay ôm lấy tổ ong. Đây nào, hết chưa, đang còn anh đạp xem nào. Hết rồi. Con mẹ đang trong đấy đấy. Cái đứa bên là con mẹ già. Thôi. Về đi, về ăn đấy. Thế là đủ rồi. Nói chạy nữa. Nói chạy nếm. Đi đây. Cái ông mà bảo là cho 1 triệu trèo lên đâu rồi? Chạy mẹ rồi. Ông sinh ông đã nói rồi. Thằng phi kêu tua. Nhưng mà đứa này dám trèo lên. Thì bác cây tao lên. Ok, thế là xong. Về thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ô, cái đi đút này. Đêm vài vòng nữa sẽ đến đời rồi.
lắm cho tao mang mình vô tao chụp. Đây là mấy anh đi làm. Và nói nha, thằng Win là hắn không có ai công cao bản án cả mà hắn vẫn không làm. Hắn cứ lên tưa ta cứ thôi lấy tạm kiểu lên mà không cho lên tạm. Chào lấy dao không chạ? Ai? Win. Là chúng tôi lên tưa. Chúng ta này, chúng chào lên chúng ta, cái đó là con người mình, cái gì trên đứa này chúng ta là Riêng cái loại vàng mới đúng. Nó chỉ làm cái gì á, bắt đầu là cái gì á có thổi bắt đầu.